Anh Thường xin chào anh chị mình. Hôm nay em chia sẻ đoạn đường đi làm đám của anh em đến anh chị mình xem. Thì hôm nay đi từ Kinh Chính gần U Minh Thượng đi qua bên chợ Vĩnh Tiên nha anh chị. Thì hiện nay mà em đi xuống tới Bến Phà. Bến Phà này là Bến Phà Ba Đình nha anh chị. Hiện nay là chỗ em đang đậu là chợ Ba Đình. Chờ xe tải qua, nếu mấy anh em tiếp tục chạy tới nữa là xuống Phà nha anh chị. Thì em chia sẻ cho anh chị cái đoạn đường đi qua Phà như thế nào. Thì từ chỗ mà Kinh Chính mà đi qua tới chỗ làm thì nó gần 60 cây số rồi nha anh chị. Tới ngay chân chỗ mà đám luôn á thì có năm mấy 60 cây à. Xong rồi cái đầu mà chuyển vào trong Lò Thiêu. Chuyển vào Lò Thiêu xong rồi tiếp tục chạy về ngược về bên Vĩnh Phong, bên Vĩnh Thuận và anh làm thêm một đám đó nha anh chị. Thì hiện nay tụi em đã xuống tới Bến Phà, chỗ này là chỗ Ba Đình nha anh chị. Anh chị nào có từng đi ngang đây có bình thường cho em biết nha anh chị. Đây là chợ Ba Đình. Thì hiện nay là đang quẹo qua hướng này, cái nữa là mình xuống Bến Phà. Bến Phà này lớn không anh chị? Ủa cái sông này bự lắm nha anh chị. Sông này sông Cái á. Sông này chảy về Tắc Cậu rồi đó anh chị. Đi ra về Cần Thơ rồi cũng được, về Tắc Cậu luôn cũng được. Rồi thì để em quay xuống Bến Phà cho anh chị mình xem. Phà này cũng lớn nè. Rồi em mời anh chị mình xem video thực tự với em nha. Tại vì qua khỏi Bến Phà này nữa là em tới đám nên em mới quay. Tại vì cái đoạn đường xa lắm, xa luôn anh chị ơi. Đây đó. Quay đám ma xong về dẫn con gái đi chơi, nó lại thì cái không tắm được. Dễ vợ lắm mà anh ơi. Rồi sau khi qua Phà xong rồi đầu tiếp tục mình lên Phà. Hiện nay em chạy đây tới đây là đoạn đường rất là xa nha anh chị, mấy chục cây nữa rồi đó em mới bấm quay tiếp nữa. Bây giờ vô cái hẻm này nữa là mình tới đám rồi nha anh chị. Thì mình cũng chưa biết đám này vô lớn hay nhỏ hay ra sao em cũng không biết, nhưng mà chắc có lẽ em quay tới cửa là em xin tạm ngưng nghe anh chị. Em không có nói chuyện tiếp được nữa. Tại vì vô trong cái đám tang thì anh chị biết em ít có khi nào để nói chuyện review lắm. Tại vì trong đám tang mà mình đứng nói chuyện thấy kỳ lắm nha anh chị. Mong anh chị thông cảm cho em điều đó nha. Rồi bây giờ tới chỗ rồi em xin kết thúc đây rồi. Em bắt đầu em vô em quay từ từ nghe anh chị. Em mời anh chị mình xem cùng em nha. Anh tài ô Minh Lộng. Dạ một lần nữa kính thưa toàn thể gia đình Tâm Nguyên và kính thưa toàn thể cô chú bác và các cấp chính quyền sở tại và các mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Trong giờ phút này em cháu cũng được sự nhiệm vụ mai táng chạy hòm ba còn hiếu đến đây để làm lễ đồng và di quan đưa linh cụ của ông tán an nơi phần mộ. Và trước khi cháu vào làm lễ đồng quan thì ở đây cháu xin nhắc toàn thể quý vị nào đang thọ tang cho cha ông của chúng ta thì giờ phút này bà con cô bác và các chị em tang tế chỉnh tề bước vào phía trước sàn thắp một nén hương tỏ lòng đồng kính để đưa phong linh cụ ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
ông về nơi quả tiêu, nay dịch vụ mai táng và cầu hiếu em cháu sẽ được hoàn phép bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.